Rồi chào cả nhà nha. Sáng hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi mua một món ăn mà rất là dân dã và rất là đặc biệt. Sang hay hèn gì đều thích ăn. Đó là bánh mì thịt nha các bạn. Đi nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đang đứng ở chỗ ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng với đường Phan Đăng Lưu, mà bây giờ nó mang tên là đường Lê Văn Duyệt đó các bạn. Phía trước mặt các bạn là lăng ông bà Chiểu nha các bạn, là thờ ông Lê Văn Duyệt á. Đây các bạn nha. Rồi đó, bây giờ mình đang ở khu vực này. Rồi đó, các bạn thấy không, đây là cái cổng thành Gia Định xưa nè các bạn. Đó, cái cổng này rất là xưa luôn, nó nằm đối diện với lăng ông bà Chiểu các bạn, bên đây đường các bạn. Đó là cổng thành Gia Định. Đây cái cổng thành còn. Như đã nói hồi nãy thì bây giờ mình tí xíu nữa, khoảng chừng 100m đó thôi, mình đến chỗ tiệm bánh mì các bạn ha. Đó là tiệm bánh mì Ngọc Mai, là một tiệm bánh mì ngon mà mình ăn rất là lâu rồi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Rồi mình đi nha các bạn. Rồi bây giờ mình rẽ vô đường Lê Văn Duyệt nha các bạn, hướng lên cầu Bông nha. Đây là bên hông của lăng bà Chiểu luôn nè các bạn, lăng ông bà Chiểu đó. Đây một cái lăng rất là lớn nha các bạn ha. Ngay ngã ba này nếu các bạn rẽ trái thì các bạn vào chợ bà Chiểu nha. Còn bây giờ mình đi thẳng lên tí xíu nữa, gần tới rồi. Đường hôm nay thì cũng không có quá đông đúc, tại hôm nay thứ bảy nữa. Rồi mình chuẩn bị tắp vô lề để mình đến tiệm bánh mì Ngọc Mai nha các bạn. Đây, đây là tiệm bánh mì mình rất là thường hay mua về ăn. Đây là tiệm bánh mì Ngọc Mai nha các bạn. Tiệm bánh mì này thì có 3 cái chi nhánh nè, mình rất là thường hay mua nè. Cái đầu tiên ở đường Phan Xích Long ha, cái thứ hai ở Trần Khắc Chân quận Nhất, và cái thứ ba là 115 Đinh Tiên Hoàng là chỗ mình đang đến đó các bạn. Anh mua gì? Mua bánh mì với chả. Chị có phải là chị Nga không? Đúng rồi. Rồi đây là chị Nga chủ tiệm các bạn. Mình hôm nay mình mua chả lụa giò thủ pate. Hôm nay có bì không chị? Dạ, có luôn. Hôm nay có bì luôn hả? Dạ. Ok cho em lấy cái cây giò thủ gói này với lại cái cây giò thủ tươi đó. Với một ký bì. Dạ. Ký bì với cho chị cho pate đi chị. Cho pate cho mình một ký pate, nhưng mà chị cắt làm hai đi, một cái ba lạng, một cái bảy lạng. Dạ. Rồi. Chị gói giúp giùm mà, tại mình mua mình biếu. Rồi. Đây là
Vừa đúng luôn hả? Các bạn biết không, mình mua pate ở đây về mình ăn ở nhà, mình cất tủ lạnh ăn các bạn. Pate pate với chả lụa rồi với giò thủ là mình có xưởng thấy không chị? Dạ đúng rồi, xưởng của em ở bên Điện Biên Phủ á, làm nhà máy xưởng sản xuất riêng rồi về phân phối cho ba cửa hàng. Mình rất là thường mua thức ăn ở đây các bạn, đặc biệt là nếu mà các bạn mua pate chỗ cửa hàng bánh mì Ngọc Mai á thì sẽ có kèm luôn là dưa leo với đậu chua luôn các bạn, mà đặc biệt là cái muối tiêu ở đây rất là ngon. Cái này mình mở được bao nhiêu năm mà chị ha? Dạ, nếu mà ở bên Trần Khắc Châu tuyển đầu tiên chắc phải trên dưới 50 năm. Oh, dạ. Wow. Thứ hai ở bên ở Phan Xích Long á thì được chắc khoảng chừng chục năm trên dưới. Oh. Điểm này tụi em mở được năm hơn. Các bạn nhớ là mình có ba cái chi nhánh, một cái bên Trần Khắc Chân quận nhất, rồi một cái bên Phan Xích Long và một cái ở đường Đinh Tiên Hoàng. Ở đây thì bánh mì thì có lò làm tại chỗ luôn nha các bạn. Đó. Lò nướng bánh mì. Mình thích cái bánh mì ở đây lắm các bạn biết không? Bánh mì nóng thì nó ngon là đã đành, nhưng mà cái dù nó có nguội đi nữa thì cái bánh mì nó vẫn còn cái độ mềm nhất định chứ không có bị khô cứng. Từ hôm bữa dịch tới giờ mở lại rồi thợ lên đủ chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn đúng một số lính ở tỉnh, họ về tỉnh. Bây giờ là chưa có lên được, hiện tại cửa hàng thiếu người. Cho các bạn xem sơ qua nha. Ở đây bánh mì thịt đó thì có hai cái cân để cân cho nó có độ chính xác đó các bạn. Dạ. Với có bán pate cân. Ăn cổ nhỏ phải làm lớn, 15 Nói chung là khách đến mua thì liên tục. Rồi ok. Cho mình nửa ký trà bông luôn. Rồi ok. Mình rất là thường mua chả lụa với giò thủ ở đây các bạn, tại vì cũng biết được cái thông tin là tiệm bánh mì Ngọc Mai đó có cái xưởng sản xuất riêng, có xưởng sản xuất riêng cho nên cũng an tâm, chứ không phải là lấy chả lụa hay là giò thủ ở chỗ khác về. Kể cả trà bông thì bên xưởng của công ty cũng làm luôn. Trà bông ở đây nhiêu chị? Dạ ở đây 700 một ký. 700 ký, còn giò thủ với chả lụa? Dạ giò thủ là 203 một ký, còn chả lụa là 204 một ký. Rồi. Mì của mình là 102, pate của mình là 100 một ký. Rồi ok. Tụi em có bản giá để mà hai cái chị giúp giùm em cái bì, chị cho em ra một cái bao ba lạng đi. Dạ rồi. Tại vì mua cho người ta. Okay. Các bạn thấy không, nửa ký trà bông rất là nhiều các bạn. Dạ đúng rồi, trà bông bên em là cái lượng khô chứ không có ấy. Ở đây thì bán trà bông theo khẩu vị của người Bắc nha các bạn, mình gọi là ruốc Bắc đó các bạn, cho nên ăn nó sẽ mặn hơn cái trà bông của người miền Nam mình. Cái này mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị thường ngày á? Sáng từ 5:30 sáng cho đến 12 giờ trưa. Buổi chiều tụi em bán từ 15 giờ chiều cho đến 21 giờ. À. 5 giờ sáng, 12 giờ trưa rồi buổi chiều. 5:30 tới 12 giờ nha các bạn, rồi chiều từ 15 giờ tới 22 giờ. Thì các bạn nào gần ba cái chi nhánh của Ngọc Mai đó, một cái ở Bình Thạnh, cái ở quận nhất và một cái bên Phú Nhuận thì các bạn ghé mua ăn để trải nghiệm nha các bạn. Dạ, trà bông không? Rồi của em hết nhiêu tiền chị? Dạ rồi đợi em xíu.
Nửa ký trà bông là 350 ngàn. Một ký giò thủ là 115, nửa ký giò thủ là 115 ngàn. Nửa ký chả lụa là 120. Một ký bì là 120. Dạ, 705 ngàn tất cả. Có thủ mà không lên luôn không? À, rồi, nói chung là phần của mình là hết 805 ngàn nha các bạn. Bây giờ mình mua thêm một cái thập cẩm. Nha. Hết rồi anh ơi. Là cắt sao cắt đục rồi cắt sao? Không, cắt lát là bánh mì chậm á. Bánh mì các bạn biết không? Nóng làm nóng là ra bán rất là nhanh. Có lấy chậm không? Có, cho em tổng cộng 150 luôn đi chị, 150 thập cẩm. Dạ rồi. Các bạn thích ăn thập cẩm thì mình mua thập cẩm nha các bạn. Chả chiên, chả bò, chả lụa, giò thủ, da bao các bạn ha. Vậy là anh nhét bánh mì luôn hả? Dạ không, chị cứ cân hết cho em để em về nhà để em ăn với xôi. Cắt dài dài một chút cũng được. Rồi đó. Rồi tổng cộng thêm nhiêu chị? Hồi nãy là 800 rồi. Lẻ 5 rồi. Rồi bỏ đi 800 đi, 150 là 950, đúng không? Hết 50, ok. Cảm ơn anh Trang. Rồi tổng cộng là 950 ngàn nha các bạn. Rồi các bạn có đi đâu thì nhớ ghé ủng hộ bánh mì Ngọc Mai nha. Mình ăn rồi mình thấy nó ngon thì mình mới dám giới thiệu với các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.